Mục 11.10 động lượng. Trong mục 11.8 chúng ta thảo luận cách hạ Gardien ngẫu nhiên. Chỉ sử dụng một mẫu Gardien có nhiễu và tối ưu. Cụ thể khi có nhiễu ta cần cực kỳ cẩn trọng cho việc chọn tốc độ học. Nếu ta giảm tốc độ học quá nhanh thì hội tụ hưng trễ. Nếu tốc độ học giảm chậm sẽ khó hội tụ tại một kết quả đủ tốt vì nhiễu sẽ đẩy điểm ra xa điểm tối ưu. Các bạn cơ bản là sao? Trong phần này chúng ta khám phá những thuật toán tối ưu hiệu quả hơn, đặc biệt cho một số dạng bài toán tối ưu phổ biến thực tế. Đầu tiên là giá trị trung bình rò rỉ. Trong phần trước ta thảo luận về hạ Gardien ngẫu nhiên theo Minimax như một cách để tăng tốc độ tính toán. Đồng thời kỹ thuật này cũng có một tác dụng tốt, đó là giảm phương sai. Ta có cái G này đảo hàng cho với kép của một trên B đồng đồng này. Okay. Ở đến giảm ở đây là ký hiệu HIT-1 bằng là đạo hàm của V kép của hàm FXI V kép T là gradient của mẫu Y với trọng số tại bước thời gian T-1. Thì rất tốt nếu ta có thể tận dụng hơn nữa lợi ích từ việc giảm phương sai hơn là trừ trung bình gradient trên Minimax. Một phương pháp để đạt điều này đó là thay thế việc tính toán gradient bằng một giá trị trung bình rò rỉ, leaky average. VT bằng B VT trừ 1 cộng GT TT 1 với B thuộc đoạn 0 đến 1. Phương pháp này thay thế gradient tức thời bằng một giá trị được lấy trung bình trên các gradient trước đó. V được gọi là động lượng hay momentum. Động lượng tích lũy của các gradient trong quá khứ tương tự một cách như cách một quả bóng nặng lăn xuống ngọn đồi, tích hợp tất cả các lực tác động với nó từ lúc ban đầu. Để hiểu rõ hơn hãy khai triển định quy VT thành như sau. VT bằng chỉ 2 ngày. Khi beta lớn đồng nghĩa việc lấy trung bình trong một khoảng rộng. Trong khi nếu beta nhỏ, phương pháp này sẽ không khác nhiều so với hạ gradient thông thường. Gradient mới này không còn hướng đi dốc nhất trong từng chiều cụ thể, mà thay vào đó đi theo hướng trung bình trọng số của các gradient trước đó. Điều này giúp chúng ta nhận thêm lợi ích của việc tính trung bình theo best mà không cần tốn chi phí tính toán gradient trên best. Chúng ta xem cụ thể mục sau. Các thảo luận trên là cơ sở để hình thành các phương pháp tác động gradient, chẳng hạn như gradient với động lượng. Một lợi ích phụ là chúng hiệu quả hơn rất nhiều trong các trường hợp bài toán tối ưu có điều kiện xấu, ví dụ một vài hướng có tiến trình tối ưu chậm hơn nhiều so với những hướng khác, giống như trong bài toán hẻm với hẹp. Hơn nữa, cách này cho phép lấy trung bình các gradient liền kề để đạt được hướng đi ổn định hơn. Thật vậy, tăng tốc ngay cả đối với bài toán lồi không nhiễu là một nguyên nhân chính lý giải vì sao động lượng hoạt động và có hiệu quả rất tốt. Do tính hiệu quả của nó, momentum hay động lượng là một chủ đề được nghiên cứu kỹ trong tối ưu hóa học sâu và hơn thế nữa. Thì tại có bài báo năm 2017 cung cấp tính chuyên sâu và minh họa sinh động phương pháp động lượng. Động lượng đề xuất bởi Poiat vào năm 64 và năm 2018 có thể chi tiết về tính lý thuyết động lượng trong ngữ cảnh tối ưu hóa. Động lượng trong học sâu được biết từ lâu, mang lại từng đạo đấy ạ.